Đây nè, mẹ cái bộ này hay với đạn luôn, mà độ mấy cái web dịch chuyển nó toàn là tôi không dám đọc. Có những bộ là tôi không dám đọc, tại vì sao? Tại vì sợ nó hết. Bộ này tôi chờ nó ra full, bộ này hay. Bộ kiếm sĩ bất bại này hay, nó drop có được, nó bị drop gần tháng hay tháng, nhưng mà nó cũng ra cũng hay. Bữa giờ tôi chưa đọc, tôi để lần nào nó ra cũng cỡ tầm 50 cháp vậy tôi đọc. Đó. Hai bộ này hay. Bộ nào nữa ta? Bộ này cũng hay nè, bộ này cũng hay, nhưng mà mấy bộ này không bao giờ ra anime được. Bộ này cũng hay, Hầu Y Vô Giá Trị này cũng hay. Anime mùa này thì ra thêm mấy bộ nữa, như có bộ nào trong truyện tranh mà ra anime nữa không? À, bộ này cũng hay. Đây bộ này hay. Mày bộ này đọc bánh cuốn về cướp. Quá, bộ này đọc hay về cướp ra luôn. Toàn chi đọc giả của hàng rồi, hàng thì biết đời chừng nào mới ra anime. Toàn chi đọc giả là nó là của hàng rồi, mà hàng đời nào ra anime được, hàng nó chỉ ra chuyện thôi, nó không ra phim được đâu, nó chỉ bán bản quyền cho Nhật thôi à. Đó, bộ này hay, mẹ bộ này đỉnh với cướp luôn, bộ này là một tuần ra một tập. Mẹ bộ này mẹ coi mẹ không còn gì để chơi luôn, một trong những bộ mà tôi đánh giá mày trên thang điểm 10 nó là 10 điểm luôn á. Bộ này hay. Rồi bộ nào nữa ta? Đây bộ này hay, trời má, bộ này Trung Quốc, mày lần đầu tiên mà tôi thấy Trung Quốc làm tôi không biết là ủa, Manhu là của Hàn hay là bộ này là Manhu là của Hàn hay là của Trung? Hình như của Manhu là của Trung đúng không? Mày bộ này hay má, tôi thiệt luôn, mấy ông mà mấy ông là một fan truyện mà mấy không mấy ông mấy ông không đọc bộ này là mấy ông mẹ mất đi mẹ một phần nào của cuộc đời luôn. Mày bộ này hay với cứ cơ luôn má, lần đầu tiên má bộ này đọc hay với cứ cơ luôn. À, bộ kỹ sư Điền Trang anh biết rồi, bộ kỹ sư Điền Trang nó hay rồi, đây đây đúng rồi, bộ kỹ sư Điền Trang nữa đúng rồi. Kỹ sư Điền Trang biết ra anime chưa? Kỹ sư Điền Trang hay. Không có trên đây là dịch nó là kỹ sư vậy á, bộ kỹ sư Điền Trang hay nha, bộ kỹ sư Điền Trang hồi nãy ai nói bộ phim đó về bờ kêu hay nha. Cái bộ phim đó là hay nha. Bộ này hình như của Trung á chứ mấy của Hàn đâu, bộ này hình như của Trung. Bộ này cũng hay, trời má, bộ này mẹ tôi nói thiệt luôn má, bộ này mà ra anime tôi coi nhức cái nách luôn. Má tôi đéo biết luôn, mẹ ông nào có tài khoản VIP mà để đọc, mẹ tài khoản VIP mà để đọc hai chap này không, tôi không có tiền nên tôi mua nạp vô mua tài khoản VIP. Ông nào có tài khoản VIP không cho tôi xin tiền tôi nạp vô tôi mua hai chap sau rồi. Mẹ ông nào có tài khoản VIP không cho tôi xin tôi vô tôi đọc hai chap này, cái tôi ghiền quá. Mày má bộ này siêu phẩm luôn này. Thì cái mấy bộ của Hàn viết ra mày bộ nào cũng hay, bộ này hay, với lại bộ chiến binh bất khuất nữa. Chiến binh bất khuất hay là gì ta, chiến binh bất khuất hay là cái gì á, chiến chiến binh bất khuất hay là chiến gì bất bại đó. Bất khuất hay bất bại tôi không nhớ tên. Đây bộ này cũng hay. Bộ này thì thằng này nó điếm quá, mày lúc đầu coi lúc đầu tưởng dở, mày lúc đầu tưởng đâu là nó cùi, nhưng mà thì mày bộ này vô đọc mày coi vậy, mày coi coi hay vậy cứt ra mày, bộ này cũng được, người chơi bộ thằng này cũng hay. Mùa này tôi đang theo dõi hai bộ này, mùa này tôi đang theo dõi bộ này đây Mugen, mùa này tôi đang theo dõi bộ Cửu Thiên Kiếm Pháp này, bộ này hay. Đó, bộ này là tôi đang theo dõi bộ này mới ra, đọc khá là bánh cuốn. 41 cháp rồi. Nhiều bộ hay lắm mấy ông. Đây, còn bộ tôi nói sao về cái bộ bộ này nha. Cái bộ học giả kiếm sĩ này á, thì tôi nói thiệt với mấy ông là bộ này tôi ráng theo dõi. Đây bộ này tôi bỏ rồi, đây bộ này tôi bỏ rồi. Cái bộ này với cái bộ thằng kiếm sĩ cũng là học giả kiếm sĩ luôn, nhưng mà cũng cái bộ giống như cũng là học giả kiếm sĩ, cái thằng đó học giả kiếm sĩ mà nó ra 100 mấy giáp rồi á. Đi theo ông kia học kiếm thì cái bộ học giả kiếm sĩ kia đọc hay hơn là bộ này. Bộ này tôi thấy nhảm nhiều quá. Bộ này tôi đọc tôi ráng theo dõi tới 2 tháng rồi mà tôi thấy cũng hơi nhảm nhiều quá, chưa hay bằng cái bộ kia. Bộ kia cũng là học giả kiếm sĩ luôn nhưng mà không có nói nhiều, nó còn quýnh lộn nhiều, còn cái bộ này tôi thấy nó hơi cùi. Đây bộ này hay má thiệt luôn. Mấy ông kêu là chuyện hàng nó kêu là nó nhai đi nhai lại cái hầm ngục đúng không, nhưng mà mẹ tôi thiệt nhiên mẹ cái bộ này nếu mà xét về cái bộ nhai đi nhai lại mà hay nhất thì mẹ bộ này cũng phải hay nhì.
Má tôi nói thiệt luôn mẹ, cái chuyện bộ này tôi thấy đọc luôn là một trong cái bộ truyện thằng này mà hồi quy hay nhất, bánh cuốn nhất mà coi đã nhất tôi từng đọc luôn mẹ. Bộ này coi cũng hay với đạn. Đây, bộ này đọc hay. Bộ này đọc hay nha, cái bộ mà kỹ săn anh hùng kêu kêu the hero này, bộ này hay nha, mấy ông cũng đáng nên đọc. Nếu mà ông rảnh thời gian hoặc là mấy em nào mà thi cử hết thời gian thi xong có thời gian nên đọc bộ truyện này. Mẹ bộ này hay vậy cứt luôn. Ginko ở giờ này 9 giờ rưỡi ok nó rảnh thì sẽ chơi. Đây mẹ còn bộ này mà mấy ông kêu không hay nữa đi, tôi thiệt luôn, mấy ông nào mà đọc đang đọc bộ này, mấy ông nào đang đọc bộ này chấm cho tôi một phát. Mấy ông nào chưa đọc thì tôi không nói nha, mấy ông nào chưa đọc rồi coi như mấy ông mất hết một siêu phẩm mù rồi. Mấy ông nào đọc bộ này đã end phần 1 rồi nè, bộ này đã end phần 1 rồi nè. Mấy ông nào mà không đọc bộ này tôi thiệt luôn, mấy ông tiếc mẹ tiếc một mù luôn. Mấy bộ này là hay nhất mù luôn, bộ này là hay nhất mù. Má bộ này hay vãi cứt luôn, bộ này từ hết một S1 rồi, hết S1 rồi, chuẩn bị đang ra phần 2 nè, bộ này hay cực kỳ luôn. Mày tôi chưa thấy làm cái bộ truyện nào từ cốt truyện tới nội dung tới lời thoại tới hình ảnh nó hay như vậy mà rất tiếc nó không ra anime được thôi. Mày bộ này mà ra phim được thì mẹ siêu phẩm của mẹ nó phim luôn. Mẹ bộ này hay cực. Hết phần 1 rồi. Bộ này tôi theo dõi từng tập luôn, mẹ bộ này hay vãi cứt, mẹ bộ này vẽ cũng đẹp nữa. À, nét vẽ đẹp vậy cứ cơ luôn, nét vẽ chưa nét vẽ nói chung là tôi thấy cực kỳ đẹp luôn. Và khi mà tôi đọc chuyện tôi đánh giá không là hình ảnh nói chung là đẹp hết, nói chung là không không có gì để gọi là chê bai được về cái hình ảnh nét vẽ về nhân vật chính đó. Thấy không, má vẽ đẹp như thế này mà sao mà vẽ đẹp như thế này mà sao mà chê được, không thể nào mà chơi được cái nét vẽ này như thế này được, vẽ màu mà vẽ đẹp như thế này vậy thôi chứ ai mà ấy nữa. Không, Bắc Kiếm Giang Hồ vẽ thua nét này em, đây thăng cấp cực hạn phần 2 thì ấy rồi. À, bộ Thiên Ma Tông Sư cũng được, Thiên Ma Tông Sư cái bộ đây cũng được, bộ bộ này đọc cũng được, bộ này đọc cũng cũng tạm thôi. Bộ Thiên Ma Tông Sư này thì nó hơi nội dung nó hơi lộn xộn chút xíu, bộ này thì cũng bình thường. Đây bộ này hay. Má mấy ông kêu bây giờ chuyện hàng chán mà má mấy ông đọc cái bộ webtoon á, trời má webtoon mà thiệt á, tôi nói thiệt luôn, mấy ông nào mà chuyên về coi đánh nhau mà mấy ông không coi webtoon là mấy ông mày mất đi mày một phần của chuyện rồi. Má coi webtoon là hay nhất, mày bộ này coi cực hay luôn, bộ này mấy phần nó cũng hay. Bộ này là coi là mấy ông coi đúng kiểu là mày đắm tay chay luôn á, siêu phẩm mày, cộng một siêu phẩm mày. Bộ này mà tôi nói thiệt với mấy ông luôn, mấy ông đọc bộ này thôi nhức cái nách. Tôi sợ tôi không dám đọc luôn, tôi đọc mới chắc 20 rồi tôi sợ bữa giờ tôi chưa dám đọc này, bản em ra tới 60 mấy rồi sao. Hay má bộ đó hay thôi rồi luôn. À bộ hay cũng hay, nó quên 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 lúc một bộ nữa. Đây 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 đây. Mấy ông là một người mấy ông khi mà mấy ông coi cái bộ Murin mà khi mà mấy ông bỏ qua cái bộ này mấy ông cũng bị cực kỳ chán luôn. Một trong những bộ mẹ coi mấy ông coi cực kỳ hay, đi từ một đi lên. Mẹ bộ này má bộ này coi mấy ông coi bộ này hay cực luôn. Nói chung là tôi coi mấy bộ có những bộ mà xuyên không mới cũ rồi coi hay, nhưng sau này tôi bỏ hết thì không thăng cấp hay gì tôi bỏ hết. Tôi coi mấy bộ này tôi thấy về sau coi hay hơn, ví dụ như mấy bộ này coi chán lúc đầu tôi coi dần dần tôi bỏ rồi tôi đâu đọc nữa. Bộ này hay nhưng mà mới ra phần 2. Đây toàn chi độc giả thì thôi rồi, đây bộ này toàn chi độc giả thì khỏi nói làm gì rồi, toàn chi độc giả thì nó hay rồi. Còn chi độc giả với lại cái bộ mà sự trở lại của chiến thần tự sát thì hai bộ này thì nó hay rồi. Đây nè, ví dụ như mấy cái bộ này nè, tôi nói sao ta, mấy cái bộ này á, mấy cái bộ như thế này nè thì lúc đầu thì nó hay, ví dụ như là cái bộ này với lại cái bộ mà anh hùng cấp 1 á, cái bộ mà cái thằng nó cứ cấp 1 nhưng mà chỉ số nó cao á, thì lúc đầu coi thì nó hay nhưng mà coi về về sau á, thì nó sao ta, nó bị chán á, mấy ông hiểu không, nó bị chán, nó bị lặp đi lặp lại nội dung rồi không còn BK nữa, nó chỉ lặp đi lặp lại như đó, nội dung nó không không nó không còn hay nữa, nó không có còn tình tiết, nó không có còn hấp dẫn nữa, nó bị lặp đi lặp lại nên nó không còn hay nữa. Rồi bộ Người Đàn Ông Thực Thụ tôi đọc rồi, bộ đó chỉ có mới có hai mấy cháp thôi, bộ đó tôi đọc đây đây. Người Đàn Ông Thực Thụ Đại Kỷ Bất Bại nè, đây bộ này hay, trời ơi, rồi mẹ tôi thiệt với ông luôn mẹ. Mấy ông là bộ này đang ra 28 cháp nha, đây cái tên của nó nha. Mấy ông bây giờ rảnh đúng không, mấy ông có thể táp vô mấy ông đọc cái bộ này,
mày 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 mấy ông mới thấy là mày con người á, nhiều lúc á yếu khi muốn hiền đâu, nhưng mà mày đụng tới mày, bộ này hay má. Thì cái bộ này mà ra phim Hàn Quốc, là Hàn Quốc hiện giờ đang chuyển thể thành hai bộ phim người nè, cái bộ bộ luật sư đây là luật nè, với lại bộ bộ gì mà mới ra, gì mà bộ gì mới ra gì đây ta, cái bộ gì mà phim Hàn Quốc mới ra chuyển thể thành tiểu thuyết, là cái thằng gì chuyển sinh ra, công tố viên chuyển sinh ra một lần rồi nè, ba bộ nè, công tố viên chuyển sinh nè, rồi bộ bộ gì ta, bộ gì nữa ta, bộ gì mà tập đoàn Samsung gì ta, cái bộ gì ta, bộ gì mới ra đây, bộ tôi coi con cháu cậu Út nhà tài phiệt, đúng rồi, cậu Út nhà tài phiệt đó. Mày hay vậy cứ đây, Bắc kiếm giang hồ thì hay rồi, Bắc kiếm giang hồ thì đọc mày khỏi nói rồi, mày Bắc kiếm giang hồ thì giờ này chắc anh em nào cũng biết, mày bộ này thì thôi chắc anh em hầu như mấy anh em biết hết, Bắc kiếm giang hồ thì đọc lên là mấy anh em hầu như là trong đây mấy anh em đều biết hết, Bắc kiếm giang hồ nó nổi quá rồi. Đây đây hai bộ truyện siêu phẩm nữa, đây 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 đây, đầu tiên là bộ Kỷ Nguyên của anh hùng đây, mẹ bộ này mà mấy ông không đọc thì thôi, mẹ mấy ông mẹ cũng mất đi, mẹ rất rất chi là nhiều, mẹ nhiều cuộc đời lắm á. À, cái bộ Kỷ Nguyên của anh hùng này mẹ đọc hay bị gứt ra, mà chưa thấy cái bộ truyện nào đánh mẹ đánh từ tập 1 đánh tới tập cuối như thế này, mẹ chưa thấy được, mà thấy bộ này đắt quá. Bộ này mẹ mấy siêu anh hùng bị bụp hết rồi, mẹ mấy bộ kia mấy siêu anh hùng đéo chết rồi, đủ má, bộ này siêu anh hùng chết hết rồi, má cô này siêu anh hùng đúng thảm luôn á. Bộ Kỷ Nguyên anh hùng này hay đấy, không phải là ra lâu mà là mấy web chuyện nó không dám đăng, tại vì bên bên hàng á nè, tôi thông báo cho mấy ông biết nha, là tại sao bây giờ mấy web chuyện mấy ông đang đọc á là nó bị drop hết, là tại vì sao, tại vì á bên là Hàn Quốc á, Hàn Quốc và Nhật Bản á, nó đã mở ra văn phòng đại diện ở Việt Nam mình về quyền bảo vệ trí tuệ, tại quyền bảo vệ trí tuệ anime á, và chuyện á, thì bây giờ là mấy web mà đăng chuyện lậu như thế này có thể bị kiện làm thứ gì đó từ lưu tùm lao á, cho nên là chuyện nó sẽ ra chậm lại thôi. Nói chung là mấy chuyện này thôi ra thì nhức nách. Đây rồi, bộ tiếp theo là bộ Hóa Thân Thành Mèo. Hóa Thân Thành Mèo thì nó hay quá rồi, Hóa Thân Thành Mèo chắc tôi không cần nói. Cái bộ Elite đây này thì nét vẽ đẹp, nhân vật đẹp trai, đam mỹ cũng có, gay cũng có. Nói chung là mấy cái bộ này, bộ Hóa Thân Thành Mèo này nói chung là tuyệt phẩm, nói chung là không không có thể nào để chơi cái bộ này được. Bộ Hoán Đổi Diều Kỳ nãy anh nói rồi, Hoán Đổi Diều Kỳ nó ra phim rồi đó, Hoán Đổi Diều Kỳ là bây giờ nó ra phim rồi đó em, Hoán Đổi Diều Kỳ giờ thì nó ra phim rồi đó. Bộ này đọc được, hai bộ này thì anh chấm trên thang điểm điểm 10 thì hai bộ này cũng có tầm 6 7, hai bộ này được. Bộ này hay nè, mẹ bộ này hay mà tự nhiên đang ra hay nhưng mà bị drop mất. Bộ này hay nè, bộ này hay nhưng mà bị drop mất. Anh đọc rao tới chắp 30 rồi sao á. Bộ này rao là nó ra tới chắp 30 hay là 36 là nó đang quýnh với thằng anh trai nó. Nó quýnh thắng anh trai luôn. Nhiều bộ hay. Đây bộ này hay. Bộ này hay, bộ này được. Bộ này thăng cấp cùng thần thì 8 điểm. Bộ này hay nha. Mấy anh em chịu khó kiếm mấy anh em chịu khó kiếm tiếng Hàn á, kiếm tiếng Hàn còn tiếng Anh á, còn tiếng Việt mấy anh em kiếm không ra đâu, kiếm tiếng Việt nhiều lúc nó bị trùng á, mấy anh em kiếm 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 tiếng Hàn á, kiếm kiếm Việt nhiều lúc nó bị trùng á. Đây được mẹ, bộ này má tôi thiệt luôn, bộ này tại sao nó không ra phim ta, tại sao bộ này nó không ra phim ta, mẹ tôi đéo hiểu luôn má, bộ này hay vãi luôn, tại sao tôi không hiểu, mẹ tôi không hiểu tại sao bộ này nó không ra phim ta. Má nam chính cũng đẹp mà nữ chính cũng đẹp mà phản diện nó cũng đẹp, mà tại sao hàng nó vẽ nét đẹp quá. Má, tôi không hiểu tại sao bộ này nó không ra phim ta. Má hay thiệt tiếc ghê luôn. Bộ này với bộ Toàn Chi Độc Giả. Có kinh dị có luôn, đầy đủ hết. Anh thì anh đọc mấy bộ này nhìn là chính. Nhiều bộ hay lắm mà mấy ông chưa chịu đọc thôi.
Trời má, cùng cái bộ này thôi coi cười bò luôn. Mấy cái bộ này thôi coi. Rồi em, anh quay xong rồi em tu lại khúc đầu coi, anh quay xong rồi mai anh đăng video sau. Bộ này hay vậy, cứ coi luôn mà đủ coi cười bò luôn mà. Đây, bộ này chắc nhiều ông đọc rồi nè. Đây, tôi nói cho mấy ông biết, bộ này hình như ra phải 6 năm, đúng không? Bộ này phải 6 năm rồi nè, hơn 6 năm rồi nè. Đây nè, bộ này phải hơn 6 năm. Bộ này tôi coi từ lúc tôi còn đi học cấp 3, là nó ra mười mấy hai mấy cháp á, là cấp 3. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học nữa. Không biết là, nói chung là bộ này ra lâu lắm rồi. Bộ này là ra lâu ơi là lâu luôn rồi mà vẫn chưa end được nè. Bộ này cực hay. Bộ này chắc mấy anh em biết hết rồi. Đó, đây nè, đây. Đây là một trong những minh chứng. Bộ này là một trong những minh chứng là anime nó quá hay đến mức mà nó ra phim. Anime nó quá hay đến nỗi mà nó ra phim trước khi chuyện nó hoàn thành. Đúng không? Đây nè. Đây là một trong những bộ truyện mà nó minh chứng mà nó hay đến mức mà nó nổ mà nhà làm phim phải ra phim trước khi ra chuyện luôn, là mấy ông hiểu rồi. Đúng là chuyện nó vẫn dẫn trước nội dung nhưng mà nó nổ mà nó ra anime, thường thường là một anime nó phải ra hết một series, là ra hết một phần rồi nó mới ra phim. Còn này mấy cái này chưa hết một phần nữa ra phim mẹ luôn rồi. Bộ này đỉnh cao ấy cứ. Bộ này đọc thì nó bão hòa rồi. Bộ này đọc bây giờ nó không phải là không còn hay nữa mà bộ này bão hòa. Khi mà đọc tới một bộ nào đó thì nó sẽ bị bão hòa. Đây nè, bộ vượt qua giới hạn này nè. Đây nè, bộ 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 này bị bão hòa rồi, bộ này bình thường. Đây, bá chủ học đường thì khỏi nói rồi. Bá chủ học đường thì mấy anh em chắc thì mấy anh em đã biết hết rồi đúng không? Bá chủ học đường thì chắc bây giờ thì mấy anh em đọc thì mấy anh em cũng biết hết rồi. Bá chủ học đường thì bây giờ nó hầu như là đọc mấy anh em theo dõi lâu phần 1, phần 2, phần 3 thì mấy anh em đã biết hết rồi. Bộ này cũng được. Bộ này hay nè. Bộ này hay nhưng mà nó chưa dịch hết nên tôi chưa đọc. Bộ này hay. Bộ này hay nè. Bộ thằng này thì tôi nhận xét sao về bộ con này ta. Bộ này đúng để đọc đọc chuyện để giải trí luôn mày. Bộ này đọc đúng để giải trí luôn nè mày. Bộ này đọc cười bò luôn mà bữa giờ tôi cũng không theo dõi, để cho nó ra ra dài 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 tí. Bây giờ mấy anh em đọc truyện, mấy anh em đọc phải chịu khó đọc. Có những bộ truyện nó không hay từ đầu đâu. Ví dụ như bộ này mẹ đọc lúc đầu hay, mẹ bộ này đọc lúc đầu hay, lúc sau dở như chó vậy. Đây, bộ này đọc lúc đầu hay, bộ này cũng vậy. Hai bộ này lúc đầu hay xong cuối cùng tự nhiên dở ồm luôn hai cái bộ nè. Bộ xạ thủ với lại cái bộ cách sống như một kẻ phản diện này đọc lúc đầu hay. Rồi tôi trở thành hồn đó điên cuồng vậy đủ. Nói chung là mấy bộ này đọc dần nhảm tôi cũng không theo dõi. Bộ này hay, bộ này được. Bộ này được, bộ này man nano ma thần thì khỏi nói rồi. Nano ma thần thì hay thôi rồi. Đồ game cũng vậy, đồ game bây giờ bắt đầu nhão rồi. Đồ game thì bây giờ bắt đầu xàm rồi. Đây bộ này hay nè. Má bộ này hay mà tự nhiên bữa giờ được rớt mắt. Bộ này tôi đéo biết luôn, cái bộ này tôi đéo biết chừng nào nó ra lại cháp luôn. Bộ này như đụng tác giả không viết chưa đụng viết đang tới khúc hay xong ngưng mẹ nó. Má cái bộ này đang tới chấp 217 mày đang ngồi BK đang hay xong ngưng mẹ nó cay với cứ. Má bộ này hay với cứ, tôi không biết có mấy anh em nào có đọc ra không, mấy anh em nào đang đọc ra bộ này mà nó ra chấp thêm vô. Tôi thấy bộ này đứng bữa giờ đứng gần cả mấy tháng nay luôn á. Mấy anh em nào có link rao đọc tiếp gửi cho tôi đọc với. Má bộ này hay với cứ rồi. Đang tới đoạn BK. Chưa, căn phòng số thịt chưa. Kỹ phán diện thì hay rồi, kỹ phán diện hay. Ánh sáng đi cuối con đường thì đang bão hòa. Luân hồi đến cái chết thì cũng đang bão hòa. Overlord thì chuyện điếu ra nữa nên thôi không không bàn không bàn cãi làm gì. Bộ này ra anime này nè, đây là Vạn Cổ Kiếm Thần này, ra phim hoạt hình Trung Quốc rồi nè. Bộ Vạn Cổ Kiếm Thần này là bên Trung Quốc đang ra phim nè. Vạn Cổ Kiếm Thần này tôi cũng đọc mấy chép đầu nhưng mấy chép sau tôi bỏ. Bộ Vạn Cổ Kiếm Thần này thì ra ra phim hoạt hình Trung Quốc rồi nè.
đó, Edit Center nó nhiều. Em mà đọc bộ The Game đầu tiên là anh thấy tiếc cho em luôn thiệt á. Anh mà khi mà ví dụ như nếu mà bây giờ anh gặp một người mà chưa biết gì về truyện tranh đó nha, chưa biết gì về truyện tranh luôn á, mà anh giới thiệu người ta đọc truyện á, em biết anh sẽ giới thiệu cho người ta đọc bộ truyện gì không? Anh sẽ giới thiệu cho người ta đọc bộ Con Đường Đế Vương. Thiệt. Nếu mà bây giờ anh đi ra ngoài đường, nếu mà bây giờ anh đi ra ngoài đường mà để anh kêu anh giới thiệu cho người ta đọc một cái bộ truyện nào á, thì anh sẽ giới thiệu cho người ta đọc là bộ truyện Con Đường Đế Vương. Thiệt luôn. Bộ truyện mà luôn luôn anh nhớ mãi trong đầu luôn, Con Đường Đế Vương. Còn nếu mà bộ anime đầu tiên á mà anh cho người ta đọc là cho người ta coi là cái bộ mà Giấc Mơ Họa Sĩ Chiến Tranh. Tiếp theo nữa là Haruchi. À. Bộ này cũng hay nhưng mà drop mắt. À bộ bộ này bữa giờ đủ bộ này cũng hay xong tự nhiên mày nó tắt luôn ta. Má cái bộ này đang hay tự nhiên tắt luôn. Ở Nhà Điêu Khắc Ánh Trăng. Ôi Võ Luyện Đỉnh Rồng bị rách. Mẹ Võ Luyện Đỉnh Phong cái thời Chỉ Châu còn đọc, với mày đọc tới lúc mà nó ra gần mấy 4-5 ngàn cháp thì thấy chán rồi chả muốn đọc nữa. Võ Luyện Đỉnh Phong tào lao mới lao. Bộ này hay. Bộ này tôi đéo hiểu luôn, bộ này Việt Nam hình như là bộ này Việt Nam bị ăn bản quyền. Bộ này bị ăn Việt Nam là ăn bản quyền. À này tôi nói thêm một cái nữa, mấy ông biết cái bộ phim Nhật Bản mà chiếu rạp đầu tiên ở Việt Nam á, là cái bộ mà không phải đầu tiên hay không tôi biết, cái bộ dáng hình âm thanh đúng không, cái bộ mà con bé nó bị điếc á, bị điếc với cái thằng mà giật cái tai nghe của nó, bộ dáng hình âm thanh nó không biết không, chờ mà cái câu tôi với thằng bạn tôi lần đầu tiên đi coi anime ngồi rạp á, trời mấy ông không biết không, mẹ coi một bộ mà mẹ trong rạp nó ngồi nó khóc sướt mướt luôn đi, và tôi với thằng bạn tôi ngồi đủ, bây giờ tao mày điếu khóc thì có bị sao không mày, má trong rạp ai cũng ngồi khóc à, đủ ngồi khóc quá khóc sướt mướt luôn mẹ, khóc cả rạp luôn mẹ, giờ tôi kêu ôi tao mày bây giờ không khóc có sao, hay là bây giờ mình ngồi mình khóc hù, má cái bộ dáng hình âm thanh nhớ mãi luôn mẹ. Chạy từ Bình Thạnh chạy xuống rạp thôi, rạp rồi dắt để coi, trời ơi do anh em ra trước, anh không có biết, anh không có đi coi nhiều. À bộ này cũng bị drop mất, do anh em chắc anh không đi coi cái thời đó, anh không có đi coi. Anh đi coi bộ đầu tiên anh đi coi rạp là bộ dáng hình âm thanh, bộ thứ hai là bộ Star Online Movie. Đây bộ này cũng hay nhưng mà bị drop mất. Đây Tuyệt Đỉnh Kiếm Cảm này. À tôi quên báo cho bộ này, tôi quên báo cho mấy ông biết là bộ này là đồng tác giả chứ bộ là Nano Ma Thần. Đây xin tôi với mấy ông là tôi báo cho mấy ông là bộ này, khi mà mấy ông đọc bộ này á, là bộ này là đồng tác giả với bộ Nano Ma Thần, mà bộ Nano Ma Thần được rớp thì mấy ông hiểu bộ này cũng tương lai luôn. Đây bộ này chung, bộ này là chung với bộ chung tác giả với bộ Nano Ma Thần cực hay, nhưng mà được rớp mất mẹ nó. Đâu, còn đây còn còn bộ này nữa, bộ này cũng hay. Bộ này là bộ hồi ức của chiến thần, nhưng mà nó là không phải đâu, bộ này không phải là hồi ức của chiến thần đâu, nó là Lôi Thần Sấm hay là gì, bên bên Hàn Quốc nó dịch là gì á, nhưng bộ bộ này là bên bộ này ở server Việt Nam là đang dịch là 103. Còn mấy ông đọc ở bên rau của hàng á, rau của hàng hiện giờ đang quấn với thằng Chùm á là 120 mấy rồi á. Bộ này của hàng là như ra 120 mấy rồi, đang quýnh với thằng boss đó, bữa tôi đọc ra quá, đang đây nè. Đi cô rạp bộ Khóa Chặt Cửa Nào Suzume đi anh, là bộ anh chưa có thời gian đi, em với lại cũng chưa có bạn của người đi cùng nữa, đi đi coi anime mà đi coi một mình chán lắm em. Cuộc sống cái gì cũng phải có hội đi coi với bạn em, ví dụ như đi người ta đi, ví dụ như người ta đi coi cái bộ đó, người ta đi với một club Weibo mình đi coi một mình coi đâu có hay đâu. À, coi bộ phim Thằng Què này cũng hay. Thằng Què này coi cũng được, thằng Què này coi tới cháp mà nó đấm kia chứ, thằng Què này hình như là à đây rồi đúng rồi đang 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 bị dừng khúc này. Rao thì vẫn còn dịch, cái bộ thằng Què này đang đang đấm cái thằng quỷ này. Quỷ này láo vô vô mẹ nó chửi 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 vô đấm gãy mồm. Đây nè, bộ này thì đang quýnh thằng này, Rao thì tôi đập tới cháp này rồi, còn còn đâu Rao thì như nó 100 mấy rồi á. Bộ này thì nó quýnh hàng này tê tua luôn, mắc dạy láo. Bộ thằng quê này đọc đọc cũng hay. Hoa Sơn, à quên nhắc tới Hoa Sơn, Hoa Sơn mấy ông coi cái bộ mà thằng Hoa Sơn, Hoa Sơn Hoa Xuân Tái Xuất, nhắc tới Hoa Sơn thì cũng có bộ Hoa Xuân Tái Xuất thằng nam chính hơi cục một chút. Hoa Sơn Tái Xuất đúng không ta, nếu mà tôi nhớ không lầm, Hoa Sơn
Hoa Sơn đây để mày tôi thì với ông luôn mẹ, một trong những bộ mẹ, một trong những bộ mẹ Hoa Sơn hay nhất mà tôi từng đọc đây, bộ Hoa Sơn đấy, Hoa Sơn đúng mẹ. Chuyện thì nó nhiều, chuyện thì để mà giới thiệu cho mấy anh em thì nó nhiều lắm, nó vô vàng. Hoa Sơn tái xuất. Còn cái bộ này đây, còn cái bộ này, nhưng mà cái bộ này đọc để giải trí thôi nha, cái bộ này chỉ gọi là đọc để giải trí thôi. Cái bộ này là Vina Game, là nó khóa tạm thời thôi em nạp bù cái số tiền nó vô là em được mở khóa à. Đây cái bộ này đọc giải trí được, bộ này tôi nói là chỉ để đọc giải trí thôi nha, còn đọc mà đọc lâu thì không nên đọc. Rồi thôi bây giờ ngồi suy nghĩ chuyên mục gì tiếp theo đây. Bây giờ là mấy anh em kêu là chơi Ginkinko, bây giờ là chơi Ginkinko thì Ginkinko thì game nó chơi không có bao nhiêu phút em, Kurumi chơi không có bao nhiêu phút. Cái game nó chơi không có bao nhiêu phút vậy? Tại vì á, anh nói là chơi game thì ở trên đây đa số là mọi người không có thích coi game, chơi game kinh dị. Không phải là anh không thích, mà game kinh dị đầu tiên là nó không có ai coi. Đầu tiên khi mà chơi lên đó thì không có ai coi, tại vì đa số người ta chơi game trên đây là người ta chơi game mobi. Đó. Chơi game kinh dị thì cũng không có ai coi, chủ yếu là mấy em yêu cầu anh chơi cho vui thôi. Thực chất thì khi mà đăng lên đâu có ai coi đâu, ví dụ như bữa chơi thứ 6 ngày 13 cũng đâu có ai coi đâu. Đa số mọi người ở trên đây là game mobi là chính không ạ. Không phải là anh sợ ma mà là gì nè, game á, game ma á, thì đa số là game tiếng Anh, nó không có bản tiếng Việt, mấy anh em hiểu không, nó không có bản tiếng Việt. Khi mà chơi nó sẽ gặp nhiều bất cập đó, nó sẽ gặp nhiều bất cập trong cái việc chơi. Cho nên khi mà chơi là đa số anh hỏi, như bữa thằng Kurumi nó nói anh á, là anh hỏi nó là game có tiếng Việt hay không, có tiếng Việt là chơi, tại vì game phim game ma là nó sẽ nặng về cốt truyện, mấy anh em hiểu không, game ma nó sẽ nặng về cốt truyện rất là nhiều đó. Cho nên là anh mới hỏi là đã chơi game kinh dị thì phải có tiếng Việt, hoặc nếu mà chơi mấy anh em nào giới thiệu game kinh dị thì mấy anh em phải ngồi chung với tôi, mấy anh em dịch. Không, phải có người dịch mấy anh em không? Ví dụ tôi chơi tới cái đoạn đó là mấy anh em phải dịch cho tôi cái đoạn đó, nó như thế nào, nó như thế nào. Chứ bây giờ tôi đã kém tiếng Anh rồi, mà bây giờ tôi ngồi tôi chơi game kinh dị, mà game kinh dị đa số toàn tiếng Anh không, mà sao tôi chơi. Không, trời ơi, thằng Trùng thì mấy anh em biết quá rồi, nói làm gì, thằng Trùng thì chơi rồi. Đây thì nhu cầu của anh em bây giờ chơi game kinh dị đúng không, đây thì tôi chiếu game kinh dị lên cho mấy anh em. Ok,